Thưa quý vị, mới đây theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, trường mầm non chất lượng cao Kỳ Bá Fairy Dream High, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình cũng đã tạm đình chỉ một giáo viên sinh năm 1996 do nghi ngờ đã có hành vi bạo lực với trẻ. Trước đó, nhiều phụ huynh của lớp Sunny 1, trường mầm non chất lượng cao Kỳ Bá Fairy Dream High, phản ánh con của họ bị giáo viên trong lớp dùng vật nhọn nghi là kim và gai đâm. Ngay khi nắm được thông tin của vụ việc thì Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình có hướng xử lý kịp thời. Ngoài ra, nhà trường cũng đã tổ chức họp phụ huynh, đồng thời cũng phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Trong ngày 21 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình đã có văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, đồng thời nghiêm cấm các hành vi bạo lực tại tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.